bây giờ chúng ta quay trở lại sân đấu để chuẩn bị đón xem trận chung kết Robocon 2006 giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam. 10 giây. Và trận chung kết chuẩn bị bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu. Sẽ có 3 phút. Vâng, pha đánh chặn của Việt Nam và chúng ta đã thành công. Robot tự động của Thái Lan đã đổ ra sàn đấu. Vâng, chúng ta như chúng ta đã thấy. Vẻ như chung. Hai khối cốc truyện của chúng ta đã đặt được vào cầu trung tâm. Vâng, cả và cả cầu không trung nữa, chúng ta cũng đã thành công. Ba khối cốc truyện vào cầu trung tâm. Thái Lan cũng đã giành được 6 điểm, Việt Nam 6 điểm. Và 4 khối cấu kiện nữa vào tòa tháp chính. Liệu Việt Nam có giành được CF hay không? Người dẫn chương trình đang dâng hô rất to CF, CF. Liệu Việt Nam có giành được CF hay không? Rất có thể. 10 điểm rồi. Việc của chúng ta có lẽ là chỉ xếp nốt các khối cấu kiện vào tòa và cầu chính của đội mình. Còn chính xác là như vậy. 15 điểm. Và như vậy là những khối cấu kiện ở hai tòa tháp cầu không trung đã được tính cho Việt Nam. Đó là những CF. Các khán giả ở trên sân đấu đang cổ vũ rất nhiệt tình cho đội Việt Nam và mong đội Việt Nam giành được CF. 20 điểm rồi. Chúng ta đang tiến rất gần tới chiến thắng. Nếu xếp được đầy đủ các khối cấu kiện ở lên, chúng ta sẽ đạt được CF trong trận chung kết. Đây là một kỷ lục tuyệt vời. Nào, cố lên. Giành được CF trong trận chung kết. 4 khối nữa. Sắp sửa rồi. Vâng, CF. Có CF rồi. Đạt được CF. Vâng, có lẽ CF cho Việt Nam. Vâng, có thể nói là một chiến thắng quá tuyệt vời. Chúng ta đã hoàn thành cú hat-trick 3 lần vô địch. Và đây là một chiến thắng trong mơ. Niềm vui của các thành viên trong đội tuyển Việt Nam. Và cả một số cổ động viên của Việt Nam đang có mặt trên các khán đài cũng đã xuống để chung vui cùng những thành viên của đội tuyển Robocon, đội tuyển Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. Xin chúc mừng cho các chàng trai, các sinh viên, những kỹ sư tương lai, thế hệ tương lai của ngành công nghệ, phát triển khoa học công nghệ của chúng ta, những sinh viên của trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, họ đã mang về vinh quang cho Việt Nam chúng ta. Lá cờ Việt Nam đã tung bay. Đây là người dẫn chương trình đến chia vui cùng với đội Việt Nam chúng ta. Vâng, đó là anh Gary. Một số cổ động viên của chúng ta cũng đã xuống để chia vui cùng đội của Việt Nam. Một số và những phóng viên của Đài truyền Việt Nam nữa cũng đã xuống chia vui cùng những thành viên của đội tuyển Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. Xin chúc mừng đội Việt Nam đã giành được hai trích trong các cuộc thi Robocon trò Thái Bình Dương 2006. Tuy nhiên, chúng ta còn đợi công bố chính thức của trọng tài. Nhưng rõ ràng với việc áp dụng các chiến lược, các chiến thuật khác nhau, Việt Nam chúng ta đã giành được thắng công. Đây, theo tôi đây chính là bước ngoặt của trận đấu này đã mang về chiến thắng cho Việt Nam. Robot tự động của Thái Lan đã vướng vào que cản phá của Việt Nam và đã bị đổ xuống sàn đấu. Vâng, chắc là chúng ta biết đội nào đội chiến thắng, nhưng mà chính thức từ trọng tài, vâng, đội vô địch là đội Việt Nam. Đội Việt Nam đã giành vô địch trong cuộc thi Robocon châu Á Thái Bình Dương 2006 tổ chức tại Kuala Lumpur của Malaysia. Vâng. Cái điểm thú vị nhất của trận đấu chung kết là gì? Vâng. Đội đạt được CF trong trận chung kết, đây là một điểm thú vị nhất. Đấy là do chiến lược tốt hơn hay là robot tốt hơn?
Vâng, đội Việt Nam có chiến lược rất tốt và các robot của Việt Nam cũng rất tốt. Vâng, xin cảm ơn.